Vâng, em xin chào các bác. Hôm nay em lại tiếp tục lên cho các bác ở đây là một cái bộ sàn hàng giá bình dân này, giá rẻ cho các bác nào ai về chúng ta nghe nhạc ở trong các cái phòng diện tích nhỏ, mình nghe theo loa vi tính hoặc là mình cắm điện thoại máy tính mình nghe nhạc. Đấy. Đấy. Thì ở đây có bộ là bộ Kenwood các bác nhé. Kenwood. Con này thì là bộ Kenwood của có mã là con SV3MD. Đấy, hàng về thì ê căng cái thứ còn đẹp. Đấy. Đấy. Còn tất nhiên đây là hàng bãi thì nó sẽ có đôi chỗ xước sắt là không cháy được rồi. Đúng không? Nhưng mà rất là đẹp. Nhưng con này thì em đánh giá rất đẹp rồi. Các anh nhìn được không ạ? Đấy, con này mặt Mika trắng cũng rất là đẹp như này nhé. Rất là sang xịn, mịn. Đấy. SV3 đấy. Đây nhá, loa SV3 này. Cục SV3 này có thấy không ạ? Đấy, hai cục và loa là đồng bộ với nhau nhá. Công suất của loa là đi 30W trở kháng là 6 ohm, và con này mình có thể kết nối máy tính điện thoại qua đường Arkin đây để mình nghe nhạc từ máy tính điện thoại ra. Đấy. Trên đây thì nó sẽ có cả cassette và cả MD nữa nhé. Nhưng mà em sẽ các cái này thì em sẽ test thêm cho các bác. Còn em cũng xin nói luôn là em không bao chạy cho các chức năng này nhé. Em cũng chưa test các chức năng này đâu. Đấy. Thì bây giờ em sẽ test lên cho các bác để các bác xem luôn nhé. Thì đầu tiên là ở đây là có cái chức năng ở trên này là cái cassette này. Đấy. Thì cái cassette mở đây như này thôi. Đấy. Đấy, ở trong thì nhìn có vẻ còn sạch sẽ đấy. Biết là chạy hay không luôn. Vì cái này nó cũng lâu đời rồi mà. Thì có cái cassette rời ngoài ngoài không em nhỉ? À, thì là các cái đời này thì là nó cũng khó nói lắm. Vì là nó là đây. Em đang tìm có cái băng cassette nào ngoài không? À đây rồi. Nai Ngọc, một cái băng gọi là băng kiểu kể chuyện thiếu nhi nào ấy. Thử xem có chạy không nhá. Bộ này thì nói chung hình thức bên ngoài các bạn nhìn rất là đẹp. Đấy. Còn tép này đấy, muốn nghe tép thì ấn tép nhá. Ôi chạy luôn nhá. Nhưng mà nó đang có hiện tượng đảo vế này. Nó chạy được tí xong nó dừng luôn. Đấy, thì cái này khả năng là đấy. Ui giời. Bánh tì này. Quấn lại cho anh em cassette. Cái này khả năng là bánh tì nó lâu ngày các bác ạ. Bánh tì nó lâu ngày nó bị bẩn nhá. Đấy. Hoặc là dây cơ loa nó trùng trước gì đấy rồi. Thì cái này về bác nào mà cần chạy băng cassette nha thì là phải vệ sinh cái bánh tì này đi, hoặc là mang nó thợ những người ta dọn cho cái băng cassette đi nhá. Còn từ đây để em tình trạng như là em sẽ bảo đúng như vậy nhá, em không có sửa chữa mấy cái này. Thì cái này nó có cũng không phải sửa chữa gì đâu, cái này chỉ là thay dây cu loa là xong thôi. Nhưng mà các cái đấy thì em sẽ để cho các anh thợ anh ấy làm nhé. Còn em không động chạm, không sửa, không chọc máy vào mấy cái này. Tiếp theo là phần MD này. Đây đâu cũng đọc. Bấm thử bấm đây nhé. Có chạy cho các bác nhà đây. Lách bài ở đây nhá. Đấy nhá, đĩa MD có chạy này. CD tuner trước đi, tuner đi. Tuner vẫn đang kêu này. Em 90 nhá. Con này em 90.
chuyện là dùng cái đấy và vẫn có sóng được bình thường, bắt sóng được bình thường này. Thế các bác nào muốn bắt sóng về nhá thì là cắm cái dây anten vào đây để bắt sóng nhá. Ở đây em đang dùng cái tay em cắm này, vẫn có sóng này, được chưa? Đấy nhá, thì là đấy là cái phần FM CD đây, CD chuyển sang CD. Em cũng xin nhắc lại một lần nữa là tất cả các cái chức năng CD, MD, cassette, FM này em thử này, em thử thêm cho các bác đấy, để em test xem là chức năng nào còn sống và chức năng nào nó đã không sống thì em báo lại cho các bác để các bác biết thôi. Còn đâu là em không bao chạy các chức năng này nhá, em chủ yếu là bao chạy chức năng công suất đấy. Bao chạy công suất để về các bác cắm máy tính, cắm điện thoại mình nghe nhạc. Con này thì đang không đi đọc đĩa, là bảo chị đít này là không đọc nhá. Ok, thì đấy là về phần cái bộ dàn này, các chức năng CD, MD rồi là cassette em thử tất tần tật rồi nhá. Còn bây giờ mình muốn nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra này, mình ấn cái, mình kéo cái này đến nhá. Ở dưới này nó có chữ AUX này, mình ấn chữ AUX là sẽ chuyển được sang nhá. Đấy, nó sẽ chuyển được sang cái phần nhạc cho điện thoại máy tính. Sống lại giấc mơ. Ok, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Hát lửa đi em. Ngoài ra ở trên đây nhá, lấy vầng trăng. Ra có thể là tăng giảm cái độ cái đèn này. Đấy. Hát lửa đi em. Dù buồn vui. Đấy, tăng giảm được độ sáng của đèn. Trên đây có một vài chế độ EQ. Hát lửa đi em. Đấy, để mình có thể chỉnh các cái EQ theo sở thích của mình. Nói lệ tương lai, rồi ngày mai có nhau trong đời, đường đi hoa nơi. Em lại thấy là cái Naga Room để không này là hay nhá. Đấy. Ngoài ra thì có thêm phần đài đề bát này, tăng cường thêm tiếng bát lên nhá. Đấy. Gồm có nao bát, giải hai bát. À, giải mid bát và giải hai bát nhé. À, thì tùy theo từng cái mục đích nghe để mình chỉnh sao cho phù hợp nhé. À, ok không ạ? Chuyện ngày xưa nắng chưa ngả bóng giờ bên đường mòn. Gian này thì có chiều ngang đôi này. Bốn này nó khoảng tầm 50cm chiều ngang nhé, chiều cao khoảng đôi. Khoảng 24-25cm chiều cao và khoảng 33cm chiều sâu nhé. Dàn chạy điện 100V của Nhật thì các bác đừng ai cắm nhầm điện nhé. Thì con này nó có giá là 1.200.000. Để bác nào đang có nhu cầu mua vui lòng liên hệ số điện thoại là 097 989 1682 hoặc là 0966 594 5813 em nhé. Vâng, xin chào các bác ạ.